Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn pin của điện thoại Mobistar Line 504C đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Khi các bạn gặp các sự cố liên quan đến pin của điện thoại Mobistar Line 504C không dùng được, dùng chập chờn lúc được cũng không, pin bị phồng, rộp, sạc không vào điện, dùng rất nhanh hết. Quý nhà vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện tại Di động Cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp tất cả các dòng pin của điện thoại Mobistar nói chung và pin của điện thoại Mobistar Line 504C nói riêng. Tất cả pin của điện thoại Mobistar Line 504C bán tại Di động Cao cấp.vn đều là pin chính hãng do Mobistar cung cấp. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ về pin của điện thoại Mobistar Line 504C, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về pin của điện thoại Mobistar Line tại Di động Cao cấp.vn.